Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức nổi bật có trong ngày. Vào tối ngày 26 tháng 8, Cbiz chứng kiến cuộc thanh trừng ác liệt của làng giải trí với hàng loạt cái tên hot như Triệu Vy, Hoắc Tôn, Trịnh Sảng. Rất nhiều bộ phim đồng loạt bị gỡ, các nền tảng cho bay màu từ hashtag siêu chủ đề cho tới video. Trong vòng xoáy loạn lạc này thì Trịnh Sảng bất ngờ có động thái gây chú ý, nữ diễn viên đồng loạt thay ảnh avatar và ảnh bìa Weibo, và điều đáng nói tất cả những thông điệp từ hai bức ảnh này khiến dân tình cảm thấy khó hiểu. Đầu tiên, avatar của Trịnh Sảng có dòng chữ "Xin hãy xóa Weibo của tôi đi", trong khi đó thì ảnh bìa lại là tâm thư trần tình về rất nhiều vấn đề. Nữ diễn viên cho biết mình không hề thừa nhận việc từng nhận số tiền cát-xê cao ngất ngưỡng. Tháng 2 năm 2021, Trịnh Sảng từng xin cục thuế kiểm tra thuế thu nhập, tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi. Cô tự ý thức mình là người của công chúng, cũng là người dân cần được có quyền cơ bản, được pháp luật bảo vệ và cả quyền riêng tư cá nhân. Trịnh Sảng viết: "Tôi cảm thấy xấu hổ khi tuyên bố với cả thế giới rằng mình không thể sinh con." Tại Trung Quốc thì những người không thể sinh con không có quyền được có con, không được quyền có thêm con cháu đời sau hay sao? Hai đứa trẻ là con tôi không phải là công cụ để các người hô khẩu hiệu. Nữ diễn viên viết thêm về việc nhờ người mang thai hộ là bất hợp pháp, chưa thành lập quan hệ máu mủ. Tôi không muốn giấu giếm con của mình, tôi hy vọng rằng khi con trưởng thành sẽ được công nhận sống trong một môi trường được xã hội bảo vệ. Cuối tâm thư, nữ diễn viên hy vọng sớm nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng. Không dừng lại ở đó thì nữ diễn viên tiếp tục thay ảnh bìa, sửa đổi một vài câu chữ. Lần này Trịnh Sảng lên tiếng tố Quảng Điện đã tống tiền, yêu cầu cô phải trả một khoản tiền lên tới hàng chục triệu tệ, tương đương là hàng trăm tỷ đồng để xử lý việc phong sát. Tới sáng ngày hôm nay, Weibo chính thức khóa vĩnh viễn hai tài khoản mạng xã hội của Trịnh Sảng, avatar và ảnh bìa tâm thư của cô cũng đã bị để trống hoàn toàn. Trên mạng xã hội thì netizen xứ Trung bình luận như sau: "Cnet đã loạn lắm rồi, cô vẫn muốn nó bung bét thêm ư, cạn lời chẳng hiểu sao luôn đó, làm ơn dành thời gian chăm sóc con cái đi, đừng khiến mọi việc trở nên rối ren." Giữa drama phong sát của đại hoa đán Triệu Vy thì nhiều người phát hiện ra Lâm Tâm Như, nàng Hạ Tử Vi của Hoàn Châu Cách Cách gây bất ngờ với động thái mới. Theo giới truyền thông xứ Trung tiết lộ, người đẹp đã đóng cửa phòng làm việc ở thị trường đại lục, nghi án rút về Đài Loan ngay giữa tầm bão. Theo trang 163 đưa tin, phòng làm việc văn hóa điện ảnh Lâm Tâm Như Hoành Điếm Đông Dương đã chính thức đóng cửa vào ngày 24 tháng 8. Được biết, phòng làm việc này được thành lập từ năm 2013 với vốn đăng ký là 100.000 tệ, tương đương là 352,4 triệu đồng. Ngay khi thông tin này được tiết lộ thì netizen xôn xao suy đoán Lâm Tâm Như và ông xã Hoắc Kiến Hoa muốn rời khỏi thị trường đại lục, quay trở về Đài Loan phát triển. Bởi lẽ sau khi hoàn thành bộ phim Hậu Cung Như Ý Chuyện vào năm 2018, Hoắc Kiến Hoa không hề nhận bất cứ một dự án phim nào mới. Tháng 12 năm 2020, nam tài tử đã cho đóng cửa phòng làm việc và người quản lý cũng từ chức, khiến dân tình xôn xao bàn tán suốt một thời gian dài. Có vẻ như vợ chồng Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa đã có kế hoạch về Đài Loan phát triển từ trước đó, nhưng việc phòng làm việc của cô đóng cửa giữa lúc Cbiz đang ngập trong giông tố lại khiến netizen bàn tán xôn xao. Thậm chí có không ít thuyết âm mưu cho rằng cặp đôi khuynh thế hoàng phi muốn bỏ trốn để tránh bão giữa mùa drama. Bản tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!